anh. Phải làm đi như đang đi một cách lặng lẽ trước khi chúng ta biết đến ngài. Ngài không đại diện cho ai, ngài không phải báo cáo ai, ngài không cần một lời khuyên, ngài không thuộc về ai, không thuộc về điều gì, ngài chỉ thuộc về ngài. Mọi chuyện đang diễn ra quanh ngài là chúng ta không phải của ngài, ngài chỉ có một hành động duy nhất là bước đi và bước đi và bước đi. Người ta đôi ca ngài, ngài vẫn đi. Người ta chửi rủa ngài, ngài vẫn đi. Người ta chào đón ngài, ngài vẫn đi. Người ta xua đuổi ngài, ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày người ta sẽ không nói về ngài như lúc này. Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày người ta sẽ không đi theo ngài như những ngày này. Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày người ta sẽ không đi theo ngài như những ngày này. Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày người ta